Thuộc giáo phận Xuân Lộc, huân
trương hiệp sĩ bậc thánh giáo hoàng Sipete và được hưởng tất cả các đặc ân của huân chương này. Làm tại Roma bên cạnh tòa thánh Phêrô ngày 16 tháng 5 năm 2012. Đức Hồng y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh. Xin cầu đoàn cho một tràng pháo tay thật lớn mừng bà cố được đón nhận sự ưu ái của tòa thánh và giờ đây được cái đức cha giáo phận chào ban. Chúng tôi xin trân trọng kính mời chị trưởng chị Hương lên để gắn huy chương cho bà cố. Mời chị Hương. Cũng như gì một tràng pháo tay thật lớn. Xin kính mời ông cố Giacobbe Rocci, gia đình gồm có 4 linh mục là cha Giuse Đỗ Đức Dũng và cha Francisco Đỗ Đức Lực và Giuse Đỗ Đức Hân và Philippe Đỗ Đức Hoàng, ba cha Đỗ Đức Lực là thư ký của tòa giám mục Xuân Lộc và ba cha thuộc dòng Don Bosco. Chúng con kính mời ông cố Giacobbe Rocci và bà cố Maria Đào Thị Ấm lên để lại. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chiếu theo những lời yêu cầu, cha vui mừng được nghe và qua đó cha được biết những công việc con đã làm giúp cho giáo hội được thăng tiến. Cha vui lòng cho biết quyết định là cha đã tuyển chọn và cho công bố ban cho ông cố Giacobbe Rocci thuộc giáo phận Xuân Lộc huân chương hiệp sĩ bậc thánh giáo hoàng Silvestre và được hưởng tất cả các đặc ân của huân chương này. Làm tại Roma bên cạnh tòa thánh Phêrô ngày 16 tháng 5 năm 2012. Đức Hồng y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 theo những lời yêu cầu cha đã vui lòng được nghe và qua đó cha được biết những công việc con đã làm giúp
cho giáo hội được thăng tiến. Cha vui lòng cho biết quyết định là Cha đã tuyển chọn và cho công bố ban cho bà cố Maria Đào Thị Ấu thuộc giáo phận Xuân Lộc huân chương hiệp sĩ bậc thánh giáo hoàng Sylvester và được hưởng tất cả các đặc ân của huân chương này. Làm tại Roma bên cạnh tòa thánh Phêrô ngày 16 tháng 5 năm 2012, Đức Hồng Y Tarsicio Benton, quốc vụ khanh. Và tiếp theo chúng con kính mời ông cố Joachim Đỗ Văn Tiến và bà cố Maria Đại Tâm là ông bà cố của cha Giuse Đỗ Đức Chính, cha Giuse Đỗ Đức Hiền, cha Đa Minh Đỗ Thanh Trương của Sơ Teresa Đỗ Thị Xuân Lan và thầy Giuse Đỗ Trung Hiếu. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chiếu theo những lời yêu cầu, cha vui mừng được nghe và qua đó cha được biết những công việc con đã làm giúp cho giáo hội được thăng tiến. Cha vui lòng cho biết quyết định là cha đã tuyển chọn và cho công bố ban cho ông cố Joachim Đỗ Văn Tiên thuộc giáo phận Xuân Lộc huân chương hiệp sĩ bậc thánh giáo hoàng Sylvester và được hưởng tất cả những đặc ân của huân chương này. Làm tại Roma bên cạnh tòa thánh Phêrô ngày 16 tháng 5 năm 2012, Đức Hồng Y Tarsicio Benton, quốc vụ khanh. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 theo những lời cầu yêu cầu, cha đã vui lòng được nghe và qua đó cha được biết những công việc con đã làm giúp cho giáo hội được thăng tiến. Cha vui lòng cho biết quyết định là cha đã tuyển chọn và cho công bố ban cho bà cố Maria Lại Thị Tâm thuộc giáo phận Xuân Lộc huân chương hiệp sĩ bậc thánh giáo hoàng Sylvester và được hưởng tất cả các đặc ân của huân chương này. Làm tại Roma bên cạnh tòa thánh Phêrô ngày 16 tháng 5 năm 2012, Đức Hồng Y Tarsicio Benton, quốc vụ khanh. Xin thầy mò chúng ta đứng lên hát bài chúc mừng xin thầy. Chúc mừng. Nên người và nên con Chúa, nhất là hiến dâng để phục vụ Chúa trong cánh đồng truyền đạo.
cũng là ngày lễ mà chúng ta mừng Thánh nữ Monica, một gương mẫu tuyệt vời, của một người vợ hiền, của một người mẹ gương mẫu cho toàn thể các bà mẹ noi theo để hướng dẫn con cái của mình nên người và nên con Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho chúng ta, cho các bà mẹ công giáo trong giáo phận và trên toàn thế giới, nhất là ngày hôm nay, để biết noi theo gương Thánh nữ Monica, sống lời Chúa, sống tinh thần phượng tử trong cầu nguyện, để kéo ơn Chúa xuống cho gia đình và cho con cái. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả những người đã đóng góp công sức vào trong việc hướng dẫn và đào tạo chúng ta trở thành những người mẹ gương mẫu đó, để lời cầu nguyện và thánh lễ chúng ta dâng được Chúa chấp nhận, mỗi người chúng ta biết thành tâm sám hối xin Chúa thứ tha tội lỗi cho chúng ta. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng an ủi những ai sầu khổ, Chúa đã đoái thương nhậm lời Thánh Monica khóc than cầu khẩn cho con bà là âu tinh được ăn năn trở lại cùng Chúa. Xin cùng nhậm lời hay thánh chuyên cầu mà cho chúng con biết thực thi tinh thần thông ôi ăn năn để được Chúa khoan hồng thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Mỗi thành viên trong gia đình đều có bổn phận góp phần kiến tạo hạnh phúc cho nhau. Nhưng thật hạnh phúc biết bao khi gia đình có được một người vợ đảm đang, một người mẹ thánh đức. Đó là nội dung đoạn sách huấn ca chúng ta sắp nghe sau đây. Chúa là Oh,
đến một thành kia gọi là Na-im. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với người. Khi người đến gần cửa thành thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà quá kia, và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: đừng khóc nữa. Đoàn tiến lại gần, người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ người phán: hỡi thanh niên, ta truyền cho ngươi hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói, rồi người trao lại cho mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng một tiên tri cao cả xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người, và việc này đã loan truyền danh tiếng người trong toàn cõi Judea và khắp các vùng lân cận. Đó là lời Chúa. Cộng đồng phụng vụ thân mến, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng kính Thánh nữ Monica, là bổn mạng của các hiền mẫu trên thế giới, cũng là ngày các hiền mẫu của giáo phận Xuân Lộc chúng ta bằng lễ Thánh nữ Monica. Thánh nữ đã sống cách chúng ta khá lâu, vào thế kỷ thứ tư. Thế mà giáo hội đã chọn Ngài làm gương mẫu cho những người công giáo tốt, cho những người vợ hiền, và đặc biệt là cho những người con, những người mẹ nuôi nấng các con cái nên người và nên con Chúa. Lời Chúa trong sách Huấn Ca ca ngợi người vợ hiền lành và đức hạnh rằng là kho báu mà Thiên Chúa ban cho người chồng cũng như cho gia đình, được ví như là mặt trời chiếu choi thế gian, thì nàng cũng là mặt trời chiếu soi cho gia đình. Nàng mang lại hạnh phúc cho chồng, cho con và cho tất cả mọi người liên hệ. Gương sáng đó, lời ca ngợi đó rất thích hợp với Thánh nữ Monica. Thánh nữ Monica cái duyên với một người chồng là Patricio, một con người có danh vọng, có giàu có quyền lực, nhưng lại là một con người không dễ thương vì tính tình cộc cằn, lại nhiều tuổi hơn Monica. Hơn nữa, tính để cộc cằn và không ưa thích con người có đạo như là Monica. Ngược lại, Monica là một con người đạo hạnh, chín chắn, khôn ngoan, rất khiêm nhường, tuân giữ luật đạo một cách rất là chặt chẽ. Trong việc cầu nguyện, trong tinh thần bác ái vị tha đối với tất cả những mọi người, và đặc biệt là đối với những người nghèo khó. Do vậy,
Chính cái sự khiêm nhường và khôn ngoan đã cảm phục được người mẹ chồng cũng như chính người chồng. Từ ác cảm, họ trở thành một con người thiện cảm. Thiện cảm chẳng những với Monica mà với đạo Công giáo, nhất nữa là đối với con người Patricio ăn chơi và ngoại giao với nhiều người, đã tiếp xúc với nhiều người, và họ không, anh ấy không thể tìm đâu được một con người hơn Monica, con người đậm thắm hương gia đình. Mặc dù vì những cách xử không tốt đẹp, nhưng Monica vẫn không màng, vẫn kiên tâm, vẫn khôn ngoan. Và chính cái gương sáng đó đã chinh phục được người mẹ chồng cũng như người chồng trước khi qua đời, đã trở lại với Chúa để trở thành một người tín hữu tốt, một con người ngoan đạo, là một phần thưởng hết sức quý giá cho Monica. Sự kiên trì, khiêm nhường và đạo hạnh của Monica đã đem lại một kết quả cho gia đình của Patricio. Lời Chúa trong bài đọc thứ hai đã giới thiệu cho chúng ta một mẫu gương để chúng ta biết sống yêu thương, hiền lành, nhẫn nhục và thứ tha cho nhau. Nếu chúng ta sống theo như lời Chúa dạy, chắc chắn rằng gia đình của chúng ta sẽ có một hạnh phúc rất là lớn. Thánh nữ Monica đã làm gương cho chúng ta đó, mẫu gương cho chúng ta một con người sống đạo, con người sống lời Chúa, biết bấu sát vào lời Chúa, bởi vì lời Chúa là ngọn đèn soi bước trên con. Monica đã sống theo lời Chúa, và chính cách sống của mình đã làm ảnh hưởng đến gia đình chồng cũng như tất cả mọi người chung quanh. Sự quý mến của những người chung quanh đã nói lên cho chúng ta thấy được rằng ảnh hưởng của lời Chúa vào con người của Monica như thế nào. Sự dịu dàng hy sinh đã đem lại niềm vui cho mọi người, và cũng là một phần thưởng cho Monica để làm mẫu gương cho chúng ta hôm nay. Giáo hội mời gọi chúng ta noi gương Thánh nữ Monica cũng là cách mời gọi chúng ta một mẫu gương đã sống lời Chúa như thế nào, và sức mạnh của lời Chúa đã có một ảnh hưởng rộng lớn như thế nào trong đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Với chồng là như vậy, nhưng với người con Augustino, Augustino là một người con trưởng rất tài trí, thông minh, nhưng lại mắc nhiều tật xấu, có lẽ cũng ảnh hưởng ở người cha Patricio và ảnh hưởng của thời cuộc lúc bấy giờ. Các nước Âu Châu cũng đã bắt đầu vào trong đời sống công nghiệp, và vì vậy cho nên vì của cải nhiều, vì những phương tiện giao thông tương đối thuận lợi đã gợi lên cho con người đời sống ảnh hưởng ăn chơi trụy lạc.
Agostino cũng đã mắc phải những tật đó, để rồi rơi vào đời sống trụy lạc ăn chơi. Nhưng hơn hết, đó là phản lại giáo hội, theo bề rối để gây nên tác họa cho giáo hội. Với một con người như vậy, Monica là người mẹ đau khổ đến chừng nào. Bà luôn luôn cầu nguyện và trông chờ phép lạ của Chúa. Nếu như trong tin mừng chúng ta nghe thấy Chúa đã đồng lòng thương cùng người bà mẹ hóa thành Na-im, cho người con trai duy nhất của bà được trở lại, thì chắc chắn Chúa cũng không thể nào bỏ quên được những lời cầu nguyện và nước mắt của thánh nữ Monica. Mặc dù suốt dòng 20 năm từ khi Agostino trưởng thành, từ khi mà Agostino đã chạy vào con đường trụy lạc và phản bội lại giáo hội, cũng chính là lúc Monica theo dõi con mình trong cầu nguyện, trong nước mắt ngày qua, nhưng Chúa vẫn không nghe. Nhưng không vì vậy mà Monica nản chí lạc lòng, bà vẫn theo con. Có lẽ chúng ta không nghĩ ra được rằng cái cách làm của chúng ta đó là sai trái, mà có lẽ ảnh hưởng của bên ngoài, của hoàn cảnh, của xã hội, chúng ta cứ như vậy chúng ta làm. Như hồi nãy tôi đã có dịp nói với các bà, các bà thấy được rằng con cái của mình ăn mặc như vậy là đẹp, là hay, con cái nó thích, nó đòi như vậy, chúng ta cứ việc cho, mà không nghĩ được rằng chúng ta cho nhưng mà khi chúng ta thiếu sự hướng dẫn, thiếu sự giáo dục và thiếu nghĩ đến ảnh hưởng lớn, tai hại cho con cái chúng ta. Hôm nay chúng ta chiều chuộng con cái chúng ta như vậy, không dạy cho con cái chúng ta làm việc bác ái, không dạy cho con cái chúng ta sự thương yêu, không dạy cho con cái chúng ta chia sẻ với những người nghèo, không có tinh thần đạo đức, không biết cầu nguyện, thế thì làm sao mà con cái chúng ta sau này nên người được? Đấy là vấn đề mà chúng ta thấy được rằng chúng ta thương con, những cái cách thương của chúng ta nó không đúng. Và thay vì thương con, chúng ta lại làm hại con cái chúng ta và đưa đến những tai họa. Chúng ta thường nghĩ một điều này thôi. Nếu như xưa cha mẹ chúng ta cũng chiều chúng ta về cái cách chiều chúng ta cũng như vậy, như chúng ta đang làm hôm nay, thì hôm nay có chúng ta không? Có chúng ta được những người mẹ đang hiện diện ở trong thánh đường này không? Chắc chắn là không. Đấy cũng là cái bài học để cho chúng ta suy nghĩ xem cái cuộc đời của mỗi người chúng ta phải nên gương mẫu cho con cái chúng ta như thế nào. Các chị em hiền mẫu thân mến, thánh nữ Monica đã để lại cho chúng ta một mẫu gương người vợ, người mẹ công giáo tuyệt vời theo tin mừng, cả cuộc đời lo lắng cho con, hy sinh trong cầu nguyện để gia đình trở thành một gia đình của con cái Chúa. Từ một người ngoại, hoàn cảnh của thánh nữ Monica có lẽ khó khăn hơn của chúng ta rất là nhiều,
vì lệ thuộc vào với người chồng quyền thế, giàu có, ngoại giáo, ác cảm với Công giáo. Thế mà Đạo Huấn đã làm cải tạo cho gia đình đó được trở thành một người có đạo, ngoan đạo. Đấy là một điều mà chúng ta thấy được rằng không dễ. Ngược lại, chúng ta đã thấy chúng ta có làm được như vậy không? Chúng ta hãy suy gẫm lời Chúa để Chúa giúp cho chị em chúng ta. Vì Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Các chị em hãy noi gương thánh buồn mạng để gây nên tinh thần, đức tin, nêu gương sáng trong gia đình, nhất là sống ngay thẳng, thật thà và liêm chính. Xã hội hôm nay rất là nhiều tráo trở, nhiều thủ đoạn, nhiều gian dối. Chúng ta phải là những người mẹ gương mẫu, phải chân thật trong lời nói, trong việc làm, phải nên gương mẫu cho con cái chúng ta. Nhất là chúng ta biết bỏ mình chúng ta đi. Trong ba hai bài đọc mà chúng ta vừa mới nghe trong thánh lễ, thật sự là những lời khuyên rất tích cực cho mỗi người chúng ta. Phải là những cái bài học hàng ngày chúng ta phải đọc để mà suy niệm. Trong cái năm gia đình và giáo xứ sống bầu nhiệm giáo hội và tinh thần phượng tử, chúng ta hãy hướng dẫn, dạy dỗ cho con cái chúng ta, làm gương cho con cái chúng ta tinh thần yêu mến giáo hội. Yêu mến giáo hội trong cầu nguyện, trong sự hy sinh, trong việc xây dựng, đóng góp. Yêu mến giáo xứ chúng ta bằng cái gương sáng của đời sống chúng ta, bằng sự hy sinh giúp đỡ, dạy dỗ cho con cái chúng ta, để con cái chúng ta cũng biết xây dựng giáo xứ. Tôi thấy một cái gương sáng của một người mẹ kia, lần nào đi lễ cũng vậy, mặc dù đứa còn nhỏ, bà cho con cái mấy nghìn đồng và dạy cho con cái được rằng khi sắp rõ tiền thì bắt con cái đó trao cho nó bỏ vào cái lắc rõ. Đấy là một hình thức cũng gọi là giúp cho con cái của mình yêu mến giáo xứ và xây dựng giáo xứ. Mặc dù gia đình chẳng giàu có gì, nhưng đấy là cách cụ thể giáo dục cho con cái của mình tinh thần yêu mến giáo xứ. Và sống tinh thần phượng tử, chúng ta biết dạy dỗ cho con cái chúng ta tham dự thánh lễ, trước lễ chầu mình thánh Chúa, lần hạt kinh Mân Côi, và đặc biệt chú tâm đến những cái giờ kinh tối trong gia đình. Nhất là trong cái thời buổi này, suốt ngày chúng ta miệt mài trong công việc làm ăn, tối đến chúng ta để ra 10-15 phút gia đình quy tụ lại, vừa gia đình sống thân mật với nhau, cùng nhau cầu nguyện. Ở đâu có 2-3 người họp lại nhân danh Chúa thì có Chúa ở giữa. Chúng ta cũng cầu nguyện, nhất là những cái nhu cầu trong đời sống của chúng ta hôm nay rất là nhiều. Cầu nguyện cho con cái chúng ta được sức khỏe, cầu nguyện cho con cái chúng ta được học hành tấn tới, cầu nguyện cho con cái chúng ta thi đạt đỗ, cầu nguyện cho gia đình chúng ta có công ăn việc làm, bớt đi những cái tệ nạn của xã hội. Biết bao nhiêu những nhu cầu mà chúng ta chia sẻ với nhau thì chắc chắn
gia đình và giáo xứ chúng ta sẽ trở thành gia đình của Thiên Chúa, gương của Thánh nữ Monica. Có ba người con, bà đã hiến dâng cho Chúa hết cả. Và đặc biệt ngày hôm nay, ba gia đình gương mẫu nên trình diện trước chúng ta đây. Đây là một lời tôn vinh các bà mẹ, các người cha rất quý giá. Tất cả đàn con hy sinh cho Chúa để làm việc tông đồ. Cha mẹ ở lại nhà để mà lo công ăn việc làm, nuôi nấng và hướng dẫn con. Đây cả là một công hết sức lớn lao mà Đức Cha phải là người trong giáo phận cảm ơn các ông bà ông cô đó. Vì chính ở các ngài mà hôm nay giáo phận, giáo hội mới có những người làm việc tông đồ, mới có những cái gương sáng để cho chúng ta cũng sống cuộc đời như chúng ta, không có giàu có gì về của cải, nhưng biết hy sinh cho Chúa, cho giáo hội, dạy dỗ con để cho con nên người và nên con Chúa, nên tông đồ của Chúa. Đấy cả là một công rất lớn mà giáo phận, giáo hội phải nhớ ơn các ngài, cảm ơn các ngài. Và đó là một mẫu gương điển hình cho chúng ta thấy được rằng đấy là cách giáo dục cho con cái nên người và nên con Chúa. Thánh nữ Monica đã làm, và đến lần chúng ta, chính Thánh Augustino nói với chúng ta: ông này bà kia nên thánh được thì tại sao tôi không nên thánh được? Thì đấy điển hình cho chúng ta thấy không phải là một gia đình mà ba gia đình của chúng ta. Và như là cha đặc trách về hiền hậu nói với Đức Cha rằng có lẽ sang năm Đức Cha phải cho các gia đình bốn nữ tu cũng được cái vinh dự như là ba gia đình các cha hôm nay. Mà nghe nói rằng bốn nữ tu đấy cũng khá nhiều ở trong giáo phận chúng ta. Như vậy rõ ràng rằng trong giáo phận chúng ta có rất nhiều những gia đình đã thành công trong cái việc huấn luyện và đào tạo con cái của mình nên người và nên con của Chúa. Tạ ơn Chúa, cảm ơn các ông bà ông cô, và là một điển hình gương mẫu cho tất cả. Hôm nay mừng lễ Thánh Monica đã trùng vào cái dịp này để chúng ta cùng biết nhìn lên tạ ơn Chúa và cầu xin Chúa cho con cái chúng ta, để nhất nữa là cho chúng ta biết giáo dục con cái chúng ta theo đúng như là tinh thần phục âm của Chúa, để con cái chúng ta, gia đình chúng ta được hạnh phúc thật, được tốt đẹp thật hôm nay và ngày sau. Tất cả chúng ta được vui hưởng trên nước trời. Amen. Anh chị em thân mến, Thánh Monica là mẫu gương tuyệt vời cho những người mẹ công giáo trong trách nhiệm giáo dục con cái và chu toàn bổn phận đối với gia đình. Đến với Chúa Giêsu qua lời bầu cử của Thánh Monica, chúng ta dâng lời nguyện xin. Thánh Monica đã dùng tình thương và sự cầu nguyện để cảm hóa con mình ăn năn trở về. Xin cho các mục tử của Hội Thánh biết sống tinh thần từ mẫu, luôn ân cần đưa những người con lạc đường trở về với Chúa. Gia đình trở thành niềm hy vọng cho thế.
cũng sửa chữa và phục vụ gia đình. Xin cho chúng con biết nơi gương thánh nữ sống niềm tin thác, để dù gặp khó khăn thử thách vẫn một lòng trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an.
thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đăng ký chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Tội chúng con nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa, xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Đức ông cũng như cha đại trách tập. Trước khi dâng lời cảm ơn đức cha, cha đại trách và quý cha, chúng con xin kính mời cha đại trách hiền mẫu giáo phận trao hai huy bằng ân nhân cho hai dân, hai người ân nhân mới của hiền mẫu giáo phận trong năm nay ạ. Chúng con xin mời cha đại trách. Xin mời hai ân nhân mới của giáo hạt Hòa Thanh. Xin mời hai bạn ân nhân mới của giáo hạt Hòa Thanh ạ. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Giuse Lại Như Minh và bà Maria Bùi Thị Nam, giáo sư Hòa Bình, giáo hạt Hòa Thanh. Chúng tôi cũng trân trọng kính mời ông Giuse Phạm Bá Chiêu và bà Anna Lê Thị Dung thuộc giáo sư Hòa Bình, giáo hạt Hòa Thanh. Một tràng pháo tay ạ. Trọng kính đức cha Đa Minh, kính thưa đức ông Vinh Sơn tổng đại diện, kính thưa quý cha đặc trách và phó đặc trách hiền mẫu giáo phận Xuân Lộc,
quý cha quản hạt Xuân Lộc, quý cha đặc trách hiền mẫu các giáo hạt và quý cha đồng tế cùng quý tu sĩ nam nữ. Kính thưa quý chức thường vụ ban hành giáo và ban trị sự giới gia trưởng giáo phận, quý chức ban hành giáo của giáo xứ chính tòa, kính thưa quý ân nhân, quý khách và cộng đồng. Trước hết, con cùng với các chị em hiền mẫu có mặt hôm nay xin được thay mặt cho tất cả chị em hiền mẫu giáo phận Xuân Lộc trân trọng kính dâng lên đức cha, đức ông tổng đại diện, quý cha đặc trách, quý chức cùng quý vị đang hiện diện với chúng con trong ngày vực lễ buồn mạng hôm nay, lời kính chúc sức khỏe và bình an trong tình yêu của Thiên Chúa. Trọng kính đức cha, kính thưa đức ông tổng đại diện, quý cha đặc trách, quý cha quản hạt và quý cha quý tu sĩ nam nữ, tất cả chị em hiền mẫu chúng con rất trân trọng đón nhận những ưu ái và quan tâm mà đức cha, đức ông, quý cha và quý vị đã dành cho chúng con trong ngày mừng kính buồn mạng của giới hôm nay. Sự hiện diện của đức cha, đức ông, quý cha, quý chức và quý vị đã cho chúng con xác tín hơn về sự hiệp thông trong hội thánh Chúa Kitô giữa lòng thế giới hôm nay, đồng thời cũng cho chúng con cảm nhận được tình thương mà đức cha, đức ông và quý cha, đặc biệt là cha quản hạt Xuân Lộc đã dành cho chúng con. Chúng con chỉ biết cúi đầu cảm tạ và hết lòng tri ân. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời nguyện cầu của Đức Maria và Thánh Đức Monica ban cho đức cha, đức ông, quý cha và quý vị luôn khôn ngoan và thánh đức, sức khỏe dồi dào để các ngài tiếp tục là máng chuyển thông ơn trên xuống cho giới hiền mẫu chúng con và cho cộng đoàn dân Chúa. Kính thưa quý chức, quý ân nhân và quý khách, cũng như kính thưa ban tổ chức cuộc thi và quý vị, chúng tôi rất biết ơn sự hiện diện của quý chức ban hành giáo giáo phận, ban trị sự giới gia trưởng giáo phận và quý chức giáo xứ chính tòa, cũng như sự phục vụ nhiệt tình của các ban ngành đoàn thể giáo xứ sở tại. Xin Chúa ghi nhận và ban muôn ân lành cho quý vị thay cho chị em chúng tôi. Chúng tôi cũng nói lên sự biết ơn, lòng quảng đại và ân tình quý mến mà quý vị ân nhân đã giúp cho sinh hoạt giới hiền mẫu giáo phận. Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành và trả ơn gấp trăm cho quý vị. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin cảm ơn ban trị sự hiền mẫu các giáo hạt và ban trị sự hiền mẫu các giáo xứ trong toàn giáo phận đã hưởng ứng lời mời gọi của chúng tôi về đây tham dự thánh lễ mừng bổn mạng và thi thư học hỏi chủ đề mục vụ của giáo phận với tinh thần đầy trách nhiệm, góp phần làm cho buổi lễ hôm nay thêm trang trọng và tốt đẹp hơn. Chúng tôi cũng xin cảm ơn chị em hiền mẫu giáo xứ chính tòa và các đoàn hạt gia kiệm đã hỗ trợ phương tiện cách này cách khác để buổi lễ mừng bổn mạng giới hiền mẫu giáo phận hôm nay được thêm phần long trọng. Chúng con cũng xin cảm ơn cha phó đặc trách hiền mẫu của nhà thờ chính tòa, nhờ những sự khéo léo của quý vị đã làm cho buổi thi hôm nay ghi một nét ấn tượng sâu sắc với chị em hiền mẫu của chúng con. Xin chân thành cảm ơn quý chính quyền các cấp của tỉnh Đồng Nai, quý vị đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để công tác tổ chức lễ buồn mạng của chúng tôi được diễn tiến tốt đẹp. Nhân dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, kính chúc quý vị và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Trọng kính đức cha, kính thưa đức ông, quý cha đặc trách, quý khách và quý vị. Sự thiếu sót trong công tác tổ chức chắc chắn là có. Chúng con rất mong được sự lượng thứ bao dung và góp ý chỉ bảo để chúng con làm tốt hơn cho những lần tổ chức sau này. Một lần nữa, thay mặt giới hiền mẫu giáo phận Xuân Lộc, chúng con xin cúi đầu cảm
tạ tri ân đức cha, đức ông, quý cha, quý khách cùng quý vị. Và giờ đây, chúng con xin dâng lên đức cha, đức ông, cha quản Hà Xuân Lộc, những bông hoa tươi thắm tượng trưng cho lòng hiếu kính của chị em hiền mẫu chúng con. Và cuối cùng, chúng con cũng xin dâng lời chúc mừng quý cố, quý cha nghĩa tử đã đón nhận huy chương của tòa thánh hôm nay. Gia đình của quý cố và quý cha đã là vinh dự cho giới gia đình chúng con. Chúng con xin hợp lời chúc mừng và chia vui với gia đình của quý cố và quý cha. Chúng tôi cùng với đức ông cha đặc trách và các cha đồng tế xin được chân thành cảm ơn chị mẹ trưởng của giới hiền mẫu giáo phận Xuân Lộc đã cho chúng tôi những lời thăm hỏi và cầu chúc rất tốt đẹp, và cũng xin chuyển đến từng chị em hiện diện cũng như là vắng mặt lời thăm hỏi của chúng tôi, và xin Chúa ban phúc lành cho tất cả mọi người chúng ta để chúng ta hoàn thành cái ơn gọi của người hiền mẫu theo gương mẫu của Thánh Nữ Monica. Và nhân dịp này thì chúng tôi cũng một lần nữa xin được chào thăm, cảm ơn các ông bà, ông bố mà hôm nay đã được huân chương của Tòa Thánh. Ước mong được rằng gia đình cái gương mẫu này sẽ được nhân rộng lên trong toàn giáo phận để mọi người chúng ta cùng có những người đóng góp vào trong công cuộc truyền giáo. Vì nếu chúng ta thấy được rằng không có một sự đóng góp này thì giáo hội sẽ lấy ai để mà lo công cuộc truyền giáo. Vì vậy cho nên cầu xin Chúa cho gương hôm nay được nhân rộng ra để tất cả chúng ta cùng đóng góp vào, đặc biệt trong cái năm nay là năm mà chúng gia đình và giáo xứ chúng ta sống mầu nhiệm của Hội Thánh và tinh thần phượng tử để cái gương này được lan rộng. Chúa cùng anh chị em, xin Thiên Chúa là nguồn mọi niềm an ủi, an bài Chúa ngày đời anh chị em trong bình an của Ngài, và ban cho anh chị em ơn phúc lành của Ngài. Amen. Xin Thiên Chúa luôn giải thoát anh chị em khỏi mọi biến loạn và củng cố tâm hồn anh chị em trong tình yêu của Ngài. Amen. Ước chi nhờ được sung mãn các ơn tin cậy bên anh chị em trải qua cuộc đời này với nhiều thành quả trong công việc, và đời sau có thể đạt được hạnh phúc. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra đi bình an. Amen.